thầy từ viết hay quá. Bao tháng ngày con tập sự xuất gia, duyên đã lành được thầy cho thể phát, niềm hạnh phúc trào dâng không kể xiết. Con cúi đầu đành lễ tạ ân sâu, mái tóc đen giờ rơi rụng hết, như nghiệp phàm đang rời khỏi tâm con. Bỏ thế phục con mặc vào pháp phục, hạnh thánh cao người sang như trăng sao. Vì lý tưởng con giã từ tất cả, thương chúng sinh con từ bỏ niềm riêng, lìa gia đình buông hạnh phúc cá nhân, bỏ nắm dục trần gian là tạm bợ. Vì chân lý con mỏi đèn tuệ giác, vì tình thương con dấn thân cứu đời, vì giác ngộ con rời xa trận lụy, tâm bồ đề tỏ ngộ khắp muôn nơi, tâm bồ đề tỏ ngộ khắp muôn nơi. Đúng trong thánh phàm đeo gió tâm quyết định, buộc trói thong song cũng do chính ta. Từ nay quyết bỏ tham sân si, tu hành tinh tấn. Ngày qua khép lại các trần duyên, thẳng tiến chân như. Từ nay dứt thói nghiệp phàm, dự vào dòng thánh. Tương lai tỏ ngộ chân tâm, cực lạc chốn nhân gian. Từ nay giới hạnh sáng như gương, con tu hành tinh tấn, con quyết tâm dứt nghiệp phàm. Cuộc đời cao quý từ đây. Vào pháp phục hạnh thánh cao người sang như trăng sao. Vì lý tưởng con giã từ tất cả, thương chúng sinh con từ bỏ niềm riêng, lìa gia đình buông hạnh phúc cá nhân, bỏ nắm dục trần gian là tạm bợ. Vì chân lý con mỏi đèn tuệ giác, vì tình thương con dấn thân cứu đời, vì giác ngộ con rời xa trận lụy, tâm bồ đề tỏ ngộ khắp muôn nơi, tâm bồ đề tỏ ngộ khắp muôn nơi. Đúng trong thánh phàm đeo gió tâm quyết định, buộc trói thong song cũng do chính ta. Từ nay quyết bỏ tham sân si, tu hành tinh tấn. Ngày qua khép lại các trần duyên, thẳng tiến chân như. Từ nay dứt thói nghiệp phàm, dự vào dòng thánh. Tương lai tỏ ngộ chân tâm, cực lạc chốn nhân gian. Từ nay giới hạnh sáng như gương, con tu hành tinh tấn, con quyết tâm dứt nghiệp phàm. Cuộc đời
cao quý từ đây cuộc đời cao quý từ đây.